Em tên là Nguyễn Đào Mạch Vân, sinh năm 7/6/1992. Em hiện giờ đã làm bên bất động sản tự do. Dạ. Mình sống ở đâu? Dạ, em sống tại Biên Hòa, Đồng Nai. Làm việc Biên Hòa, sống Biên Hòa luôn. Dạ. Rồi, mời anh trai. Em tên là Phạm Lưu Hồng Anh, sinh năm 1982, ở Tiền Giang. Hiện tại em là công chức ở Ủy ban Nhân dân xã. Bây giờ người Tiền Giang, người Biên Hòa, tới Biên Hòa lần nào chưa? Có đi rồi. Từ Tiền Giang lên Biên Hòa cũng 2 tiếng à. Giờ nếu như mà mình hẹn hò thì bạn nghĩ là bao lâu thì mình sẽ đến thăm bạn gái để tìm hiểu nhau được một lần? Có thể là một tuần, hoặc một tuần hai lần. Mình làm công chức là mình nghỉ thứ bảy chủ nhật. Dạ đúng rồi. À là cũng rảnh rỗi được thứ bảy chủ nhật. Thí dụ như thứ bảy mình đi, rồi chủ nhật mình nghỉ ngơi. Hoặc là mình đi bữa nào thân rồi mình đi thứ bảy chủ nhật về luôn. Thí dụ vậy, hợp lý. Gần mà, với lại công nghệ mà đâu có lo gì đúng không? Dạ đúng rồi. Không gặp nhau thì cũng nói chuyện qua phone, qua điện thoại được. Điểm mạnh điểm yếu của anh là gì? Điểm mạnh của em là hiền, trung thực. Em rất là nhạy về kinh tế. Cái gì sinh ra lợi nhuận là em có thể em làm. Đó là nắm bắt kịp thời, muốn bán đủ thứ. Vậy là ngoài là làm cái việc là công chức xong là có kinh doanh thêm gì không? Có. Kinh doanh gì? Hiện tại là kinh doanh hoa tươi. Điểm mạnh điểm yếu của mình? Điểm yếu của em là hơi nóng tính. Nhưng mà dần thì dần được. Điểm yếu nữa là nhát lắm. Mà nói chuyện với đám đông thì em không nhát, mà nói chuyện cái gì tình cảm riêng tư hay là bạn gái em rất là nhát. Bởi vậy mới là ế mới lên đây đúng không? Phải nhờ chị Tường đúng không? Rồi bây giờ em thử em nói đặc điểm gì nổi bật nhất của em. Khi làm á, một công việc gì em cố làm lại, em thích cái gì là em ưa ngắm gì cái đó, cái vật đó. Rồi cái nữa là cái điểm yếu là nếu mà bị thất bại là em ưa hụt hẫng giữa chừng đó. Thời gian thì em sẽ khắc phục được. Lúc hụt hẫng tuyệt vọng nhất thì em thường làm alo hấp hết. Alo hấp thôi. Bỏ qua, không suy nghĩ nó nữa. Alo hấp. Alo hấp. Alo hấp gì? Alo hấp. Rồi, cười sao nghe anh nói rồi. Cá tính của ảnh thấy vui quá hả? Nói chung cá tính ảnh thì ảnh nói bằng cái lời chân thật. Thế còn em thì sao? Điểm mạnh, điểm yếu rồi những cái tính cách nổi bật nói của em. Điểm mạnh, điểm yếu của em thì em là tính cách của em nó hung dữ với lại thích muốn làm cái gì làm chứ không thích mà nói mà không làm. Em thích nấu ăn này nọ, sống là tự lập của mình. Em thì ưa ai nói đến em gì là em khóc à. Trời ơi, hung dữ mà khóc là sao? Sao nó ngược nhau quá vậy? Không phải, hung dữ là có nghĩa là trong việc làm ăn á thì em rất là hung dữ. Còn mà ai nói gì quá khứ hay là gia đình em á thì cứ nói đến là em khóc à. Em không có thích đàn ông nói gia trưởng quá. Thích. Có gia trưởng không anh? Em dễ lắm chị. Phải là ga lăng, nói chuyện hoạt bát, vui vẻ, không có thính mà nói một lời mà nói thành hai lời em không thích. Với lại người đàn ông phải nấu ăn. Chứ đàn ông mà không nấu ăn thì để đàn bà nấu ăn ngông kỳ cũng kỳ. Có nghĩa là đàn ông phải phụ vợ. Dạ. Chứ không phải đàn ông nấu hết, đàn bà nghỉ nấu. Đâu, nhiều khi em đi làm thì đàn ông nấu. Thì nói chung là đổi qua thì đổi phụ lại qua mà. Phụ lại được, dạ. Đúng không? Còn biết nấu cái ăn nấu ăn em biết nấu chị ạ. Nhưng mà có biết nấu mà có chịu nấu cho vợ ăn không mới quan trọng. Như nấu là được. Tùy theo công việc, đúng ai rồi. Bận thì người kia phụ thôi. Chứ cái đó không đừng có câu nệ dạ. Là nấu ăn là bắt buộc phải là của vợ rồi. Không, bữa nào giờ không về em nấu là nghỉ ăn luôn. Đúng rồi. Tình với lại em thích đi du lịch nè, ca hát nè. Nói chung là em thích đi những cái từ thiện như là mình đóng góp vô á. Vậy thì tốt thôi, cái đó tốt thôi. Thôi sau đây em ca một bản cho mấy chị rồi, nghe. Trời ơi. Nghe nói Cà Mau xa lắm, ơi cuối cùng bản đồ Việt Nam. Ngài chi đường xa không tớ, về để nói với nhau mấy lời. Chị em ca mưa quên chị đừng biết. Có sao đâu, chị đang thưởng thức ngon lành mà. Xuôi mái chèo xuôi ông đông, đêm trắng kịp tới chợ Cà Mau. Xuồng ghe ngày đêm không ngư, người Cà Mau dễ thương vô cùng. Đấy. Sao cảm nhận nhận không sao? Hay hơn. Có muốn đáp lại em nhiều. Thôi hay hơn em nhiều quá vậy. Làm luôn em, làm luôn, làm khúc đi em. Hát bài Tiểu Thư Con Gái Nhà Ai. Nàng từ đâu đến, nào ai biết được. Hình như cô em từ xa mới đến đây. Mùi hương trinh nữ bay trong gió chiều, nhìn vào không gian ngất ngây bao chàng trai. Tiểu thư con gái nhà ai, sao mà ngoan, sao mà xinh, sao mà hiền. Tiểu thư con gái nhà ai, trông thật xinh, xinh như hoa, hoa không tàn, hoa không héo. Tiểu thư con gái nhà ai.
khi gặp em, anh đã biết cuộc đời này sẽ trọn vẹn em. Đây thân xác, đây linh hồn, anh cho em hết, không cần gì đâu, gì đâu, gì đâu. Trời ơi, hát độc rác luôn. Sao? Kẻ tám lạng người nửa cân ha. Ba em quê Tiền Giang đó. Quá dữ. Vậy anh thì cũng Tiền Giang luôn đó. Quá dữ luôn. Thôi được rồi, cặp này không bao giờ sợ buồn đâu. Hát cho nhau nghe là vui rồi. Mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Em thì hai mối tình. Mối tình đầu tiên á là em hồi còn là đi học. Tình thứ hai đó là vợ của em. Là đi dị rồi. Rồi đi dị. Đi dị bao lâu rồi? Đi dị 2014. Mình lấy được nhau được bao lâu? Lấy 2012. 2 năm. Có cháu nào chưa? Có. Trai hay gái? Gái vậy. Hiện sống với ai? Hiện tại thì sống với bà ngoại. Rồi bao lâu thì thăm con một lần? Khoảng một năm. Rồi còn em, tình trường em sao? Em thì có mối tình là em đã ly dị rồi. Cũng ly dị luôn? Dạ, nói chung là em lấy cũng được năm mà ly dị lâu rồi. Rồi có cháu nào chưa? Dạ em hai đứa. Hiện giờ là con ở với ai? Dạ ở với em mà nhà ngoại kế bên luôn, có nghĩa là em mướn nhà riêng mở. Nguyên nhân tại sao ly dị? Chồng em không có lo cho em, với lại nói chung tứ đối tượng cái gì cũng có. Cho nên thật sự thì trong những mối quan hệ hôn nhân mà đổ vỡ thì nó nhiều, nhiều cái vấn đề lắm. Nhiều, không thể nào một giây một phút mình nói ra hết được. Nó cũng chồng chất ngày này tháng nọ. Anh không vừa ý tôi cái này, tôi không vừa ý anh cái kia, đủ thứ hết. Thì từng hy vọng nếu mình được đến được với nhau, mình đều là những người từng trải, thì mình sẽ san sẻ được với nhau nhiều hơn. Thế bây giờ anh mong muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Người đó là phải biết về gia đình. Bạn đó thì có thể là trắng, nhìn dễ coi là được. Thế còn em muốn một người bạn trai mình như thế nào nè? Em muốn người bạn trai em thì em lùn, bạn trai em cao em tí cũng được. Ga lăng tí, đừng keo quá. Thoáng tí. Phải vui vẻ hoặc bác, với lại phải thương con em. Em thì rất là thương con nít. Người ta có con vậy á thì em sẽ theo con người ta, mà không biết người ta có thương con em không. Rồi nè, kiếm thử coi ảnh là ai. Em có hình không? Cho ảnh coi thử coi. Chị, đây chụp với mấy đứa bạn làm bên bất động sản. Lật. Có hai người thôi à, lựa chọn nó quá đơn giản. Hai đứa em là mình bất động sản á. Còn bên đó cả đống đó, lựa đi. Kiếm ảnh đi. Không biết nè. Có hai người hà, quá đơn giản luôn. Ai? Rồi cứ giữ nguyên nó đi, giữ nguyên hiện trường đó. Chị, có phải anh Mão Vàng nè? Thì giữ nguyên hiện trường, rồi giữ nguyên hiện trường nha. Bây giờ sẽ mở cửa trái tim để cho hai bạn kiểm tra xem là cái phán đoán của mình đoạn đầu có đúng hay không nha. Mở cửa trái tim. Đúng không? Trước tiên là tặng của em đúng không? Rồi. Rồi, tặng bạn gái đi cái đã nè. Anh có quà tặng. Dạ, em cảm ơn anh. Anh không trật. Trật trật. Có hai người cũng trật bên đây đúng không? Dạ không, sai. Trật luôn. Anh có suy nghĩ gì em nói về cuộc đời sống của em, anh thấy sao? Nghe em nói thì cũng đồng cảm với hoàn cảnh của em. Có một cái nữa anh rất là ưng, cái là em thích hoạt động từ thiện. Em sống là em thích ai nó sống nó thẳng thắn. Sau này mình thí dụ có tiến tới hơn, lâu hơn thì sẽ tìm hiểu dài hơn. Nhưng mà giờ trước tiên mở cái cánh cửa ra tim này ra thì cảm xúc của hai bạn như thế nào? Em thì thấy là bạn cũng có điểm của em. Hợp gu mình không? Có phải có dính gì tới cái mẫu người lý tưởng của mình không? Cũng có dính. Còn em? Anh chắc cao 1m7 quá. Cao nhiêu cao? 1m68. 1m68. Chắc em lùn quá. Quan trọng là cái tư duy. Không, mà nhiều khi em lùn anh có. Thôi bây giờ thôi, bây giờ vậy. Chị Tường sẽ mời hai bạn thưởng thức một món ăn trưa rất ngon tại nhà hàng Việt Phố ha. Rồi, mời các bạn ha thưởng thức. Đây là món tôm sốt trứng muối, hấp dẫn ghê chưa. Đây là cá sốt chua ngọt. Nhớ vừa ăn vừa tâm sự nha. Ít phút nữa chị Tường sẽ quay lại. Chúc hai bạn ngon miệng. Rồi, rồi mời em đưa. Dạ, em mời anh. Đồ ăn đi, làm ngon quá. Vậy là em ăn đồ ăn ở đây rồi? Chưa. Chưa ăn sao em? Lần đầu tiên thấy nó ngon. Với lại em cũng ít lên Sài Gòn lắm anh ơi. Em ở dưới Biên Hòa mà. Hồi xưa em cũng làm trưởng nấu ăn trong nhà hàng á. Bếp trưởng. Nên cái gì em cũng biết nấu á. Em thích nấu ăn, nhất là vô bếp nấu cho gia đình ăn. Em đi làm bận quá về không có nấu ăn được, phải mua mì tôm ba mẹ con ăn. Còn bữa nào em về sớm thì nấu ăn. Rồi em làm đó là thời gian em làm là sao? Em làm thị tư. Em làm tự do đó anh. Có nghĩa là em đi bất hình lình á, mình không nói được giờ giấc, nhưng mà làm thời gian nó thoải mái hơn là được. Ở nhà với gia đình, lo cho con cái. Còn lòng công ty thì suốt ngày công ty, không có ở nhà. Bên anh là sao? Anh làm thì đúng ra là làm giờ hành chánh.
Nhưng mà cái công việc của anh thì nó cũng không có tiếp dân. Đi ra ngoài thì anh đi thoải mái. Tại vì khi mà xuống doanh nghiệp, xuống đâu đó ha, xuống hộ dân thì anh đi thoải mái. Dạ. Nãy em nói em đi hoạt động từ thiện á. Dạ. Là thường thường em đi cái hình thức nào? Em thấy mấy đứa bạn nó đi á, em kêu cho vé đi chung. Tại vì em không có biết chỗ nào á, nhất là em thích đi chùa chiền, đi vô thăm những trẻ mồ côi á. À. Có khi nào em về về Tiền Giang không? Em mới về cách đây 3 năm. Lâu lắm rồi, về trên đó đổi mới. Vậy em ở Biên Hòa, anh Tây Tiền Giang, vậy là một tuần hay một tháng anh lên đi chơi hay sao? Ngoại trừ là việc anh đang buôn bán thôi, hoặc là anh đang có cuộc họp thôi. Còn không thì thời gian anh rảnh anh có thể đi được. Nếu anh xuống anh phải điện thoại em trước, tại vì em không biết là cái giờ em đi nó sao, em không biết. Đồng ý cho nhau cơ hội thì mình số phone. Chưa gì mà xin số phone, ai cho xin số phone? Tôi không cho xin số phone. Cái vụ bán hoa đó, bán hoa là bán hoa sao? Ở đó thì ở gần chợ. Tự bán luôn hả? Tự ai kết? Em kết. Tự kết luôn. Rồi khéo tay dữ vậy. Chắc anh này khéo tay hơn cưng quá ha. Đoán anh, vậy quá. Vậy anh tính sau này em có lên đi kinh doanh không? Thiên thời địa lợi nhân hòa. Nhưng mà ý em nói á, thí dụ anh lên đây anh kinh doanh kết hợp với em luôn được. Có nghĩa là anh làm bàn hoa, nhưng em làm bên ngành này. Thí dụ mà anh chuyển lên đây, anh chuyển lên đây như là anh mướn một cái nhà nhỏ hay sao đó, anh làm gần đây được không? Nếu cưới á, người ta có mục đích người ta mới lên, chứ tự nhiên không có cưới tự nhiên người ta lên chứ. Nhiều khi thời gian em muốn xuống ảnh chơi mà xa quá sao em đi được. Trời ơi, em đừng nói vậy chị hả, xa hơn em, bảo bạn trai chị xưa, xa hơn chỗ của em. Có nghĩa là lúc tìm hiểu á, thì đương nhiên mình đàn ông mình phải chủ động, mình lên mình thăm cổ, đúng chưa? Quyết định mà hai gia đình gặp nhau mà tiến tới hôn nhân rồi đó, thì mình sẽ bàn bạc với nhau là mình sống ở đâu. Thí dụ anh không ngại, em ở Bình Dương đi chăng nữa, ở Biên Hòa phải không? Đất lành chim đậu, ảnh vẫn lên trên đó ảnh sống được. Còn nếu như cái chỗ của ảnh mà công việc ảnh tốt hơn thì ở đâu mà kinh tế tốt thì mình phải làm. Nói chung cái gì phát sinh ra lợi nhuận thì nhưng em có thể làm. Nhưng mà tại vì em hỏi là anh có dời lên đây làm được hay không thì chị trả lời thế luôn là chưa. Chừng nào mà quyết định tiến tới hôn nhân cái đã thì người ta mới có cái ý đó. Rồi bây giờ cho các bạn chơi một trò chơi nè, mời bạn trai. Hai cái rồi chơi. Rồi hên quá ha. Lựa đi. Rồi nhường này cho cổ. Gọi tên ba thứ bạn và đối phương có cùng điểm chung. Thì nãy giờ trò chuyện em thấy anh này với em có cái điểm chung nào không? Ảnh có điểm chung là về ba cái nha. Gia đình. Ly dị đó hả? Dạ. Đổ vỡ đó hả? Dạ. Rồi chung, chung quá lớn. Cái thứ hai thì tôi phát hiện cái chung nữa nè. Ngại quá. Nói đi chứ gì đâu ngại cưng, không có gì ngại hết. Dạ. Hát cũng giống em. Rồi. Vui tính. Vui tính. Thật thà. Nói chung giống em. Giống em luôn. Dạ. À, còn thứ hai người giống nhau lắm, cái lỗ tai. Có lỗ tai giàu chịu sao nổi. Là tôi nhìn bên đây tôi thấy ông này giàu rồi, tôi nhìn qua cô này gấp đôi ông này luôn. Em có quan điểm giống chị đó, đúng không? Mà công nhận là bên đây là cái lỗ tai là tôi đã thấy là coi như là khác người rồi đó. Nhìn qua cô này giống như là vị tướng luôn đó, ghê thiệt. Em đi làm ăn ai cũng nói nhỏ này nó sau này giàu sống thọ lắm. Tôi rờn cái cho tôi là hưởng bớt chút giàu coi. Trời ơi, lỗ tai tôi không có cái lỗ tai gì hết trơn, buồn dễ sao buồn luôn á. Đó là điểm chung của hai người đó, chúc hai người mau làm giàu nha. Này mà phối hợp kinh doanh với nhau nữa giàu chịu sao nổi luôn. Rồi đọc lớn lên. Theo bạn làm thế nào để có nụ hôn tình yêu mãnh liệt? Cái này mà đừng nói hai bạn không biết nha. Hỏi anh đó là gì anh? Đó là thật lòng. Không thật lòng là hôn sao? Mãnh liệt chỉ có thật lòng mới là mãnh liệt thôi chứ. Chúc hôn thử nha. Nếu bấm nút. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Bây giờ hai bạn hãy nhắm mắt lại nhé. Sau khi chị Tường đếm 3 tiếng, nếu mình đồng ý thì mình nhấn nút thật mạnh. Nếu không đồng ý thì chúng ta lấy tay ra khỏi nút bấm. 1 2 3. Rất nhanh, rất dứt khoát. Như vậy là muốn một nụ hôn tình yêu mãnh liệt nè. Mặc dù nó có chút mùi tôm với mùi bò hay gì đó. Nắm tay nhau nè. Một nụ hôn đầu tiên để chứng minh, để kỷ niệm ngày chúng ta gặp nhau. Mời hai bạn hôn nhau một nụ hôn tình yêu mãnh liệt. Dạ. Thôi cũng được. Dạ.